Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Chống mua bán bộ phận cơ thể người, sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm hoàn thiện các chính sách quy định về đăng ký hiến và phòng chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người trong dự án luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người sửa đổi trình Quốc hội, Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo khoa học về nội dung này. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, tính đến 31 tháng 12 năm 2022, cả nước có 63.552 trường hợp đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não và đã thực hiện ghép được 8 loại bộ phận cơ thể người với 7.297 ca ghép tạng. Trong đó, số người được ghép thận nhiều nhất với hơn 6.000 người, tiếp đó là ghép gan, tim, phổi, thận, tụy, ruột. Tuy nhiên, theo ông Thuấn, qua hơn 15 năm thi hành, nhiều quy định của luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác hiện hành đã bộc lộ những bất cập không còn phù hợp với thực tiễn. Trong đó có quy định về đăng ký hiến và vấn đề phòng chống, mua bán mô, bộ phận cơ thể người. Cùng với đó, hiện nay, thực trạng nhu cầu ghép mô, bộ phận cơ thể người ở nước ta là rất lớn. Ước tính có hàng chục nghìn người cần ghép thận, ghép gan, hàng nghìn người cần ghép tim và các mô, bộ phận cơ thể khác. Nhu cầu đang ngày một tăng trong khi nguồn hiến lại khan hiếm. Nguồn tạng hiến từ người đang sống chiếm chủ yếu với hơn 90% tổng số ca ghép tạng. Nên bên cạnh các hoạt động hợp pháp cũng đã nảy sinh các hành vi mua bán, môi giới mô, bộ phận cơ thể người. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện thể chế pháp lý và các giải pháp tổ chức thực hiện để đồng bộ các biện pháp, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người ở nước ta trong thời gian tới. Ghi nhận thực tế thời gian qua cho thấy, thủ đoạn mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người diễn ra ngày càng tinh vi. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tiếp cận người có nhu cầu mua, ghép bộ phận cơ thể tại các bệnh viện hoặc thông qua mạng xã hội. Tìm kiếm người mua, người bán dưới hình thức cho, hiến tặng, ra giá và thu tiền của người bệnh với giá cao, hứa hẹn trả cho người bán giá thấp để trục lợi, hợp thức hóa bằng việc làm giả các giấy tờ, tài liệu để đưa người mua, người bán vào các bệnh viện phẫu thuật ghép tạng. Ra giá và thu tiền của người bệnh với giá cao, hứa hẹn trả cho người bán giá thấp để trục lợi, hợp thức hóa bằng việc làm giả các giấy tờ, tài liệu để đưa người mua, người bán vào các bệnh viện phẫu thuật ghép tạng. Trước tình trạng buôn bán tạng ở nước ta có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng nghiêm trọng với nhiều hình thức tinh vi, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đề xuất cần rà soát, bổ sung các hành vi nghiêm cấm liên quan đến mua bán mô, bộ phận cơ thể người trong Bộ luật hình sự, tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp liên ngành trong phòng chống mua bán bộ phận cơ thể người. Đồng thời, chỉnh sửa các tiêu chuẩn về chết não cho phù hợp quy trình, đảm bảo tính khả thi. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia nêu ý kiến về việc tích hợp đăng ký hiến tạng qua bằng lái xe và căn cước công dân sẽ giúp tăng số lượng người đăng ký hiến tạng. Đồng thời, việc đăng ký hiến tạng qua bằng lái xe và căn cước công dân sẽ giúp tiếp cận với mọi công dân khi đến tuổi trưởng thành. Khi người dân thi bằng lái xe hoặc làm căn cước công dân sẽ được hỏi về việc có đồng ý hiến tạng hay không. Nhiều quan chức nhận hối lộ trong các đề án. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2021 và năm 2022, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến các đề án được Bộ Công an khởi tố điều tra. Các vụ án lớn có thể kể đến như vụ chuyến bay giải cứu, vụ nâng giá kit test của công ty Việt Á hay vụ án xảy ra tại công ty AIC. Trong các vụ án nêu trên, nhiều cán bộ giữ trọng trách lớn trong các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ. Với vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các đơn vị, địa phương liên quan khi thực hiện chuyến bay giải cứu, hơn một năm, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can. Các bị can bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ có thể kể đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hàng loạt đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola cũng bị khởi tố về tội danh này. Các ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng thường trực, Trầm Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Văn Dự, nguyên cục phó cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cũng bị cáo buộc nhận hối lộ. Được biết, các chuyến bay giải cứu được thực hiện từ tháng 12 năm 2020 với tổ công tác gồm 5 bộ gồm Ngoại giao, Y tế, Công an, Giao thông vận tải, Quốc phòng. Theo Bộ Công an, sai phạm phát sinh trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra từ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan. Theo Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, trong đợt dịch COVID-19 có khoảng 2.000 chuyến bay được thực hiện, số tiền nghi đưa nhận hối lộ lên đến hàng trăm nghìn USD. Hiện nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ án là 80 tỷ đồng.
Tiếp đó, sau hơn một năm điều tra, vụ án nâng giá kit test COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đến nay đã khởi tố hơn 100 bị can có liên quan với các cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ. Với cáo buộc nhận hối lộ, hàng loạt giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC các tỉnh, thành phố bị khởi tố bắt tạm giam. Đầu tiên là ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hoa hồng từ Việt Á gần 30 tỷ đồng thông qua 5 hợp đồng trị giá 151 tỷ đồng. Sau ông Tuyến, ông Nguyễn Trần Tuấn, giám đốc CDC Hà Giang cùng hai thuộc cấp bị bắt với cáo buộc nhận hơn 1 tỷ đồng của Việt Á. Bà Trương Thị Bảo Trân, nhân viên phòng vật tư Bệnh viện Thủ Đức, ông Lò Văn Chiến, nguyên trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Trong hơn 100 người bị khởi tố liên quan đến Công ty Việt Á, có 3 nguyên ủy viên Trung ương Đảng gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Mới đây, vào sáng ngày 4 tháng 1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt là Công ty AIC và những đơn vị có liên quan. Hội đồng xét xử tuyên mức hình phạt tù đối với ông Trần Đình Thành 11 năm tù và ông Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Tại tòa, ông Thành khai nhận hối lộ 6 lần, trong đó 2 lần nhận tại trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai và 4 lần tại Công ty AIC. Tổng số tiền nhận là 14,5 tỷ đồng, còn bị cáo Thái khai nhận 14 lần từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC và dàn cán bộ nhân viên của Công ty AIC, tổng số tiền nhận 14,5 tỷ đồng. Theo tài liệu, dù biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực nhưng để công ty trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với giản lãnh đạo tỉnh. Sau đó, bà Nhàn câu kết, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu, thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng. Phòng chống tham nhũng, còn tình trạng lót tay, sân sau, lợi ích nhóm. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, trong phiên thảo luận trực tuyến về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa 15, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn Bến Tre đồng tình và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua. Đề cập báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu Thủy dẫn số liệu cho thấy, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên số cuộc thanh tra hành chính giảm 32%, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giảm 39%, số tập thể bị kiến nghị xem xét xử lý hành chính giảm 30%, nhưng mức độ vi phạm về kinh tế lại tăng, số vụ chuyển cơ quan điều tra trong tổng số cuộc thanh tra cũng cao hơn. Cụ thể, tăng 6% số tiền vi phạm, tăng 49% về diện tích đất và tăng gần 4% số cá nhân bị chuyển cơ quan điều tra xử lý so với năm 2020. Năm nay cũng là năm thứ hai áp dụng thực hiện mở rộng phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Tuy số cuộc thanh tra, kiểm tra tại khu vực này giảm, song số vụ việc phát hiện tham nhũng lại tăng. Liên quan đến việc năm 2021, kiểm tra 13 đơn vị là doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước đã phát hiện 13 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy băn khoăn. Phát hiện 100% tại các đơn vị được kiểm tra, đây là do chọn đúng đối tượng thanh tra, kiểm tra, do đổi mới phương pháp hay do tình hình tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước có xu hướng gia tăng. Đại biểu đặt vấn đề, đồng thời cho rằng vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng giảm cũng chưa được làm rõ lý do. Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy cũng băn khoăn khi một số vấn đề đã được nêu lên từ năm trước, nhưng đến nay chưa được giải quyết hay có sự chuyển biến rõ rệt như tình trạng lót tay để được giải quyết công việc, nguy cơ lợi ích nhóm, sân sau, tập trung vào một số lĩnh vực. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy kiến nghị chính phủ cần phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan về công tác phòng chống tham nhũng, có giải pháp hạn chế tối đa tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, tăng cường đổi mới phương thức, hình thức, đối tượng tuyên truyền để kịp thời ngăn chặn hành vi tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước. Đặc biệt, chính phủ cần quan tâm chỉ đạo, xử lý kiên quyết các hành vi tham nhũng liên quan đến hỗ trợ an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn Bắc Giang bày tỏ quan tâm đến nguyên nhân, cơ chế kiểm soát quyền lực chưa đủ mạnh, chưa được cải thiện. Đại biểu Trần Văn Tuấn giải thích, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tuy nhiên, quyền lực nhà nước nếu không được kiểm soát tốt sẽ dẫn đến sự tha hóa, lạm quyền, lộng quyền là nguyên nhân sâu xa, gốc rễ của tham nhũng, quan liêu. Đại biểu Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Trước hết, cần sớm nghiên cứu sửa đổi luật khiếu nại và luật tố cáo.
vì ngay trong luật còn có những bất cập trong quy định về trách nhiệm, trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết khiếu nại. Đại biểu Trần Văn Tuấn nêu ý kiến, về cơ bản, các khiếu nại hành chính lại do các cơ quan hành chính giải quyết không tránh khỏi sự thiếu khách quan, thiếu nghiêm túc, đùn đẩy, chậm trễ trong giải quyết, gây tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, thậm chí thành điểm nóng gây bức xúc trong xã hội.